Anh lý tưởng hả? Cái mít nè. Ồ, mát ghê quá. Quên đây là sông nước nè. Nhìn đẹp ghê. Đúng kiểu đẹp luôn á.
lát nữa kiếm cái chỗ nào. Nếu cam pin là bao nhiêu ha? Võng kìa. Nằm đây cũng được, cần gì kiếm mua nước mà nằm đây chơi nè. Có võng nằm ngủ luôn. Ô đẹp vậy. Đi đi đi. Nó đòi chơi luôn á. Đẹp quá vậy. Chiêu vậy. Chiêu lắm ta. Xoay lại. Chụp hình nha. Ôi coi nè. Đẹp quá. Chiêu dữ lắm. Ta bỏ dép ra nha. Dép này đi. Không. Nước trong hết luôn á. Đây nè. Chuẩn bị loại nước. Lan đi, lan đi. Không. Vui ha. Ủa Mon nó thấy cái này chắc Mon quái. Ê cho Mon vô tắm đi ba. Để tắm được mà. Để nó vận động xíu đi. Quá đẹp luôn chứ, đẹp ghê. Con này. Mon đâu? Mon ơi, ở đây có nước nè. Đây nè. Có Sticky nè. Có cái tàu mà. Đó, tao biết đó mà, nó thấy Sticky. Có tiền không mà đi? Con có tiền không? Đó, căn phòng nè. Ôi, cái áo phao đâu? Áo phao mẹ bỏ lại trên xe rồi. À, mẹ bỏ. Đi nào. Con ra kia tắm không? Cho nó tắm đi, ở đây mát nè. Sao? Thôi con tắm thôi. Nó đòi có cái gì chơi nó mới chịu, nó không chịu tắm. Con ra lấy áo phao tắm đi. Kêu này bắt lên hết tất cả đi. Đòi chơi chiếc kỳ nữa. À có chèo thuyền không kìa ba? Chắc là cho nó chèo thuyền. Giờ này mát mà. Mát. À. Ủa có thuyền kia nữa kìa. Thôi đi. Không có gì vui hả? Đấy thôi mà. Bến tàu thôi mà. Đi. Con đi đi. Ủa ai kêu con đi theo mẹ đâu. Đó. Chỗ này là khu vực cà phê. Cà phê. À ở đây là ăn uống nè. Khu vực ăn nè. Đi qua đây không? Con đi với mẹ xíu rồi lát nữa mẹ cho tắm. Đó bắt đầu đó. Đó nó vẫn nó cứ vậy á. Mắc mệt nó luôn. Camping nè. Cắm chạy con vô hả? Nó không chịu, nó cứ đòi chơi cái Jackie á. Ủa cái liều ngoài đó đẹp quá ba kìa.
Ê, cái liều ngoài đó đẹp á. Vậy hả? Nếu mình ở là mình ở cái này hả? Hay sao? Nhà tắm ở đâu vậy? Thôi. Bà. Đẹp quá hả? Ở đây cảnh chiêu lắm. Trời ơi, hai cha con đứng đơ ra luôn. Hay, hai cha con với ông nông dân á. Đó. Ê, cái lều ngoài đây nó chiêu nè. Nó nằm đẹp quá hả? Ồ, đẹp quá. Đi nào, nhảy xuống. Ui. Nhưng mà giận mẹ. Ui. Giận mẹ luôn. Ôi, nó không cho mình đi. Vậy nói yêu thương mẹ coi. Hôm qua nói yêu thương mẹ sao? Sao hôm nay lại như vậy? Hôm qua vừa mới nói yêu thương tôi. Đúng quá à, mấy cái cabin ở đây đẹp quá à. Đúng không ba? Cabin ở đây đáng ở hơn nè. Đúng không? Ui, Mon nó ra kia kìa. Đi đâu Mon? Có thể nhìn ra. À, hay á. Ồ, cabin ở đây đẹp. Đúng không? Đẹp quá. Qua bên kia coi thử. Đẹp quá. Mà không nhớ không biết hả? Bữa nào ông đem về đùng đùng. Ôi nhưng mà mấy canh ở đây kinh vậy trời. Kìa lại xích đu quần tổng nằm đây giống ba kìa, nằm ngủ trưa luôn. Ở đây mô ngủ nghỉ trưa được nè. Ông quậy rồi. Sao vô đây ông cứ đòi chơi mấy cái xếp kỳ á. Mệt. Hai cha con kìa bắt đầu gây lộn nè. Đứa nào á? Con nói đi, con nói. Vì sao con khóc? Vì sao con khóc? Con nói đi. Bắt đầu á nó làng nhàng á. Mệt với Mon luôn. Giờ cho con đi tắm nha. Được không? Ok chưa? Ui con mặt xấu xí. Giờ con muốn gì con nói đi, con nói mọi người đi. Con nói sao, nói mọi người đi. Nhưng mà hôm qua con chèo thuyền nữa. Hôm qua con chèo thuyền rồi đúng không? Giờ đi xếp kỳ hả? Đi xếp kỳ con có tiền không? Cho mẹ tiền đi. Nhưng mà hôm qua đi xếp kỳ mà. Thôi. Hết sẵn mà. Nó đòi đi xếp kỳ trời ơi. Nhưng mà không có chèo thuyền. Khiếp nó luôn. Ai dịch vụ ở đây nè. Đó, rồi con qua xoay lại coi đồ ăn đi. Đó. À, bên đây không phải hả? Đây là menu. Cái này là menu vắc xin nhưng mà hôm nay tụi em cũng có sẽ có một vài món mà tụi em sẽ khó luôn. À, cũng có BBQ đầy đủ. BBQ. Đặt ăn đi. Đặt ăn hả? Ừ. Ok. Ăn chưa? Money bye nè mọi người ơi.
chạy đâu ra đó vậy? Ra thôi nha, đừng có leo lên. Tắm đi, vô đây tắm nè. Bạn ơi. Nhưng mà không có cho đi nữa. Giờ này ai cho đi? Nhưng mà con nói nó không cho đi mà. Ờ. Giờ này chỉ cho tắm thôi. Ở đây view cũng đẹp mà. Ừ. Sao đi nằm kỳ vậy? À, nhảy vào bên ok rồi tắm đi nha, ba uống nước. Thôi tới giờ trưa rồi. Bữa trưa nhà mình ở đây là gà tiếp tục. Mỗi lần đi Đồng Nai nhà mình thường ăn gà. Tại vì gà ở Đồng Nai nó ngon. Ồ, ngon quá vậy? Hấp dẫn quá vậy? Bà bếp nướng bên đây, ba qua ngồi đi ba. Ba bỏ cái ghế ở đây nè, ba ngồi đó nướng là y bài luôn. Ok chưa? Đó. Trời ơi, ăn ở cái view quá đẹp nè. Trời ơi, đẹp quá ba. Nè, nướng gà mà cũng cần view đẹp nữa hả? Bố. Điệu quá vậy. Điệu quá vậy. Nướng gà mẹ ăn nha. Trời. Trời kinh vậy. Trời ơi, chắc tôi tưởng thổ quá à. Nói đi. Lần đầu tiên. À lần thứ hai chứ, lần thứ hai được nướng. Nướng gà cho ăn. Nướng bữa giờ. Điều sao không tổn thọ? Bữa mà làm mấy nghề này là khách hơi đông là biết rồi đó. Không ai ăn á, chứ không phải là khách bị đông. Con gà nhiều hơn con gà bữa. Ờ đúng rồi, bên kia gà nhỏ đúng không? Gà nhỏ hơn. Ăn xong hết à? Ăn món gà. Gà nướng cùng với bửu đầu bếp nhà mình. Món yêu thích của mình. Thằng Mon nó đi đâu rồi? Nó chơi bắn cung ngoài kia kìa. Bắn cung ngoài đây nè. Mon ơi, cho nó chơi xíu đã hả? Ồ, cảnh đẹp. Ơi cái cục này nè. Ồ, còn đầu bếp thì vẫn nướng nha, mình ăn trước nha. Huếch nè. Ồ, sốt nè. Gà ngon. Ngon lắm. Ở đây ướp á, nó ngon, nó cay á bà, nó ngon. Dưới kia ướp không ngon. Nhưng mà cái này không biết món nó ăn được không? Cay á, cay nó ăn được đâu, chứ ăn trứng này. Cay nên mon phải ăn trứng. Nhưng mà phía trong còn chưa chín á bà, cho nướng lại thêm xíu đi. Ui, kinh, gắp hết hồn luôn. Bếp nữa. Đấy, ui, đẹp chưa? Ok. Thôi, chín được 3 cục rồi. Ba ăn đi. Ăn đi. Ăn trước đi.
Trôi quá kìa. Anh mà. Tên là anh, em ơi. Tên là Tuấn Anh á. Ủa phải không? Anh là hai anh nha. Sao? Mấy tuổi? Con mấy tuổi? 6. Còn anh 7. Mấy tuổi? Ủa. 8. Anh kia 7 tuổi rồi kìa. Anh kia 8 tuổi nữa. Anh dài chưa? Anh dài chưa? Con ăn đi. Ơi, muốn hồi ba phòng mình chơi Free Fire không? Muốn là ba phòng mình chơi Free Fire, muốn làm điện thoại không? Đó rồi nha. Rồi hai thằng nói chuyện. Đi là cả. Anh nói tôi rồi là bạn để ba phòng mình chơi nha, Free Fire á. Free Fire là cái gì? Chơi gì vậy? Free Fire muốn làm điện thoại. Mon hỏi đi. Mon có hỏi anh ăn cơm với Mon không? Mon. Mon không mời anh hả? Không mời anh ăn cơm hả? Con phải hỏi anh ăn cơm chưa? Đi rồi. Chán Mon. Trời ơi, tàu chạy bên đó. Ô, cái view đẹp quá ta. Mê cái view này quá. Nè, ô, quá đẹp luôn. Mê cái view này không? Hả? View này đẹp hả? Không, view đó là view no bụng. Không thích. Ui, Mon đói bụng, Mon ăn khí thế luôn kìa. Chá nước tương vô mà ăn con. Không. Cãi quá. Rồi anh ngươi làm gì? Mon, tại sao không nói? Bắn. Chơi bắn gì? Chơi bắn súng. Bắn cung, đâu phải bắn súng. Bắn cung ông ơi. Bắn cung. Ui, chết tôi. Hai ông ớn quá. Anh ta là Tuấn Anh mà. Không, con nhiều, con ít tuổi hơn. Anh này 7 tuổi, con 6 tuổi. Thì con phải kêu bằng anh, hiểu không? Sáu là nhỏ hơn 7 mà, đúng không con? Dạ. Đúng rồi, thì em phải kêu bằng anh. Chơi chỗ nó cứ đòi làm anh không à? Ồ. Gì vậy? Thì từ từ mình sẽ được làm anh thôi. Nó cười gọt, còn nó nói anh là em, vậy là anh hả? Thôi nghỉ chơi. Thôi. Ôi. Nó về nha. Mẹ con giỏi không? À giỏi. Đúng rồi, con phải bỏ vô rác, bỏ rác vô thùng rác, con hiểu không? Người ta dục bậy là người ta hư đúng không? Đi thôi, nhà mình đi về. Kết thúc chương trình. Nhưng mà kết thúc chương trình, đi về. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người nha, nhà mình đi tiếp nha.